À, xin chào các bạn. Trong buổi livestream này, mình muốn trao đổi với các bạn một số quan điểm của cá nhân mình, cũng là một người Công giáo, nói về một nội dung đó là về trang truyền thông Công giáo Vinh trên mạng xã hội Facebook đang có hoạt động cổ vũ làm chính trị. Thì vừa qua thì được một số bạn chuyển cho mình logo hình đại diện của trang truyền thông Công giáo Giáo Phận Vinh có một biểu tượng của việc phản đối luật an ninh mạng. Thì sau khi dòm các biểu tượng này, mình thấy ở trên hình nền của cái trang truyền thông Công giáo Vinh có hình ảnh của rất nhiều linh mục đang sử dụng các cái tờ giấy A4 có ghi các cái biểu ngữ mang tính chất biểu tình về một vấn đề chính trị đang nóng ở Việt Nam, đó là việc có cho Trung Quốc thuê đất 99 năm hay không, và tố cáo nhà nước của nước Việt Nam ta bán đất, bán nước thế này thế khác. Thì để làm rõ vấn đề này và cũng như để phê phán, phê bình một số hoạt động sai trái của trang truyền thông Công giáo Vinh cũng như của một số bộ phận linh mục đang có những hoạt động bất xứng với cái vai trò vị trí của một người tu hành, của một người linh mục, linh hướng cho giáo dân của đạo Công giáo. Mình xin chia làm hai phần. Phần thứ nhất, xin nói về vấn đề về khía cạnh luật pháp, cũng như là về khía cạnh về lý luận, tại sao trang truyền thông Công giáo Vinh không nên tham gia vào hoạt động cổ suý chính trị. Thứ nhất thì xin thưa với các bạn rằng chúng ta đang nói tới luật an ninh mạng, và khi nói tới vấn đề truyền thông của Giáo hội Công giáo thì chúng ta rất là rõ một điều, đó là nếu chúng ta không muốn người khác làm điều gì cho mình thì mình cũng đừng làm điều gì tổn hại người khác. Cũng như vậy, một khi bạn phản đối luật an ninh mạng mà trong đó bạn không có cơ sở lý luận cho cái bộ luật này, cho việc phản đối của mình về bộ luật này, thì chính các bạn đang tự làm hại đến mình. Thứ nhất, chúng ta phải khẳng định một điều rằng niềm tin của chúng ta dựa vào tinh thần, giá trị tinh thần là chính. Chúa nói phúc cho ai không thấy mà tin. Khi Tôma đòi xỏ tay vào các lỗ đinh và cạnh nương lông của Chúa Giêsu mới tin rằng Chúa Giêsu sống lại. Do đó cho nên mới có câu là phúc cho ai không thấy mà tin, có nghĩa rằng niềm tin của chúng ta được đặt vào cái gọi là đức tin. Chúng ta cố gắng nói với nhau tin đi và đừng bao giờ tìm hiểu, bởi tìm hiểu có nghĩa rằng chúng ta đang phạm tới Thiên Chúa. Do vậy niềm tin được gọi là một đức độ, đức hạnh của người Công giáo. Vì điều đó cho nên chúng ta phải khẳng định một điều rằng niềm tin của chúng ta rất dễ bị người khác tấn công và mổ xẻ. Và thưa các bạn, trong nhiều năm mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lãnh đạo đất nước này đã hạn chế gần như hoàn toàn mọi sự tấn công vào đạo Công giáo của chúng ta. Gần như không có bất kỳ một bài viết nào liên quan về đạo Công giáo phê phán, phê bình, mổ xẻ về đức tin của người Công giáo chúng ta, dù rằng người Công giáo chúng ta vẫn ra rã cái câu Cộng sản vô thần. Tôi không biết người Cộng sản có vô thần không, nhưng khi đến nhà của mọi người Cộng sản, tôi đều thấy bàn thờ tổ tiên của họ, và họ đều mời đám giỗ tôi. Họ mời ra tôi đi đám giỗ ở nhà của họ. Họ cúng kiến trong dịp thôi đôi đầy tháng con cháu của họ, và họ đi chùa lễ Phật đầu năm. Tôi thấy người Cộng sản hoàn toàn có tín ngưỡng của cá nhân họ, và câu nói Cộng sản vô thần gần như là một lời nói dối, vu khống, bịa đặt và xuyên tạc về người Cộng sản. Tuy nhiên thì chúng ta quay trở lại người Công giáo chúng ta. Trong suốt bao nhiêu năm người Cộng sản bảo vệ đức tin của người Công giáo, hãy nghe điều đó và hãy tin tưởng rằng chính điều đó đang xảy ra. Nếu thực sự người Cộng sản mà sử dụng hơn 700 tờ báo, cơ quan truyền thông của mình tới giờ phút này muốn xuyên tạc và bịa đặt, hay chỉ cần nói đúng về đức tin người Công giáo thôi, thì đảm bảo trong vòng vài tháng hay tệ lắm là vài năm, đạo Công giáo chúng ta biến mất. Bởi vì với cái miệng mà ra rã về tự do dân chủ, đòi nói
cái gì cũng đòi nói cả của người dân ta trong lúc kinh tế phát triển như thế này, thì cái gì chúng ta cũng nói được cả. Và vì vậy cho nên chỉ cần mổ xẻ về đức tin của người Công giáo thôi, đảm bảo người Công giáo chúng ta mất đức tin. Các bạn có tin rằng Thiên Chúa tạo dựng trong 7 ngày, đó là niềm tin của chúng ta, nhưng không phải là niềm tin của tất cả mọi người, cũng không phải là niềm tin của các tôn giáo khác. Và nếu mổ xẻ về điều này, chắc chắn là tất cả mọi niềm tin đều bị mổ xẻ, thế là các tôn giáo biến mất. Nếu người Cộng sản vô thần họ làm điều đó, chắc chắn không còn tôn giáo nào tồn tại tới giờ này. Các bạn hãy sang nước Mỹ, hãy sang châu Âu xem còn bao nhiêu phần trăm người Công giáo đi nhà thờ. Ở Pháp chỉ còn 5% người Công giáo đi nhà thờ mà thôi, bởi vì công nghệ thông tin, bởi vì truyền thông bên đó, một số nơi nhà thờ đã bị rao bán. Các bạn hãy thấy, các bạn nói rằng là Thiên Chúa tạo ra muôn loài. Các bạn nói bây giờ tôi mổ xẻ thử niềm tin các bạn, và nếu niềm tin này được hơn 700 tờ báo của người Cộng sản mà đăng lên và họ bắt đầu họ nói nha, thì tôi nói các bạn rằng các bạn niềm tin chúng ta còn hay không? Với những người trẻ chúng ta tiếp cận khoa học kỹ thuật như ngày hôm nay, đảm bảo và trên cơ sở lý luận mà chúng ta đang có được, đầu óc ta mở mang, thì tôi đảm bảo trong một thời gian rất ngắn, tư tưởng của con người, tư tưởng của thanh niên sẽ thay đổi, và như thế tôi chắc chắn rằng niềm tin của người Công giáo sẽ mất đi. Bây giờ các bạn nói là Chúa tạo ra, tạo dựng mọi thứ trong 7 ngày. Ngày đầu tiên người tạo ra ánh sáng, rồi ngày và đêm. Qua trong những ngày tạo dựng thì có một cái câu đó là ngày đầu tiên, thì Kinh Thánh ghi lại rõ ràng đó là qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Ngày thứ hai, ngày đầu tiên Chúa tạo ra ánh sáng. Khi mà thần khí của Chúa bay là trên mặt nước, và người phán hãy có ánh sáng, lập tức có ánh sáng. Và sau một buổi chiều và một buổi sáng thì đó là ngày thứ nhất. Qua một buổi buổi chiều, buổi sáng, đó là ngày thứ hai, ngày thứ ba. Và ngày thứ tư, Chúa tạo ra hai phần sáng lớn để cai quản ban ngày và phần sáng nhỏ để cai quản ban đêm. Như thế thì ngày thứ tư chúng ta mới có mặt trời. Tôi xin hỏi tất cả các bạn là người Công giáo ở đây, các bạn có dám chắc với tôi rằng nếu ngày thứ tư có mặt trời vậy thì ba ngày đầu làm gì có buổi chiều và buổi sáng? Có bạn nào đạo Công giáo ở trên đây có thể trả lời cho tôi được rằng là nếu ngày thứ tư Chúa tạo ra mặt trời thì ba ngày đầu tiên làm gì có buổi chiều và buổi sáng? Bạn nào hãy trả lời tiếp tôi. Và nếu những điều như thế này, đức tin của chúng ta bị mổ xẻ như thế này và được lan tràn trên tất cả trên Internet, người Cộng sản cũng dùng tờ báo của họ, họ dùng tất cả cơ quan truyền thông của họ tuyên truyền tất cả những điều đó, liệu chúng ta có tồn tại được hay không? Đức tin ta có tồn tại được hay không? Bây giờ tôi muốn nói các bạn, luật an ninh mạng chả phải rằng nó đang cố gắng bảo vệ tổ chức cá nhân và các cơ quan quyền lợi của nhà nước, đúng không? Có nghĩa rằng ai xuyên tạc về tôn giáo chúng ta là một tổ chức tôn giáo trong rất nhiều tổ chức tôn giáo ở trên đất nước này. Và luật an ninh mạng nó tạo ra cho chúng ta cái gì? Để người khác không bôi nhọ, xúc phạm và làm chia rẽ tôn giáo của chúng ta bằng mạng xã hội, bằng Internet. Đó là bảo vệ cho chính tôn giáo của chúng ta. Bao nhiêu năm qua chúng ta nhờ vào cái tinh thần đoàn kết, nhờ vào cái chủ trương của đảng và nhà nước, đó là trên tinh thần đoàn kết lương giáo, trên tinh thần đoàn kết tôn giáo mà chúng ta được tồn tại đến ngày hôm nay. Do đó cho nên chúng ta hãy nhớ một điều rằng luật an ninh mạng chính là cái đang bảo vệ chính tôn giáo của chúng ta, tránh mọi trường hợp người ta xúc phạm đến tôn giáo của mình, đúng không các bạn? Các bạn thấy là bao nhiêu người đang xúc phạm tôn giáo chúng ta, ngày xưa không bị xử lý, nhưng ngày hôm nay từ khi có luật an ninh mạng, ai xúc phạm tôn giáo của chúng ta có nghĩa là xúc phạm đến quyền và lợi ích của tổ chức cá nhân, và thế là bị xử lý. Thế là chả phải chúng ta đang sống trong một cái môi trường mà chúng ta được bảo vệ bằng luật lệ. Thiên Chúa ra điều luật, đúng không? Chính Thiên Chúa đã ra rất nhiều điều luật, 10 điều răn nè, và hội thánh có 6 luật điều hội thánh nè. Thiên Chúa cũng nói hôm nay thầy muốn dạy các con một điều răn mới, đó là các con hãy yêu thương nhau như chính thầy đã yêu thương anh em, hãy yêu thương nhau như chính thầy đã yêu thương anh em. Có nghĩa rằng bản thân chính giáo hội chúng ta cũng có luật lệ.
Các bạn hãy nhớ là có bao nhiêu giáo luật, chúng ta có bao nhiêu chương, bao nhiêu phần. Chúng ta có thấy được rằng là ngay cả tất cả chúng ta đều có. Chúa nói gì? Các ngươi không được nói dối. Thế thì bây giờ có phải lực an ninh mạng đang cố gắng làm sao? Đừng bao giờ lên mạng nói dối và vu khống người khác, đúng không? Nó phù hợp với giáo luật, với luật lệ của Thiên Chúa không? Chúa dạy các ngươi không được nói dối, không được làm chứng dối. Thì luật an ninh mạng nói các ngươi không được vu khống và không được làm chứng dối. Nó chả phải rằng nó cũng đang phù hợp với tất cả chúng ta sao? Phù hợp với tôn giáo chúng ta sao? Thế các bạn là những người hay nói dối hay sao mà lại sợ luật an ninh mạng? Các bạn có phải là những người hay bịa đặt xuyên tạc cho nên các bạn đang sợ luật an ninh mạng? Thế là trang truyền thông Công giáo Vinh đang muốn gì? Đang muốn nói dối. Chính các vị đang nói dối rất nhiều. Và chúng tôi phát hiện sự nói dối của các vị rất nhiều. Trên trang truyền thông Công giáo Vinh, tôi thấy rất nhiều vị linh mục đã bất xứng với vai trò của mình. Là người Công giáo, tôi biết được vai trò của mỗi vị linh mục đó là vị chủ chăn, để chăn dắt đàn chiên của Thiên Chúa đến đồng cỏ xanh rì, bảo vệ đàn chiên trước bầy sói, chăn dắt đàn chiên thật tốt để khi cái ngày dâng hiến đàn chiên cho Thiên Chúa. Nhưng mà các vị ngày nay, các vị đã làm nên cái việc bất xứng, đó là tham gia vào hoạt động chính trị, dùng tư cách chủ chăn để tham gia hoạt động chính trị, dắt đàn chiên của mình đến một cái nơi đen tối nhất, đó chính là chính trị. Chúa Giêsu nói nước ta không thuộc thế gian. Chúa Giêsu chưa bao giờ tranh giành quyền lợi với vua Do Thái cả. Chúa Giêsu nói ta là vua, nhưng Ngài nói rằng là nước ta không thuộc thế gian. Thế các vị đang đi đòi 99 năm đất khủng bố gì, đòi về quyền lợi 99 năm gì đó về đất đai trần gian, đòi cho ai? Các vị kêu gào hai từ cộng sản để làm gì? Cộng sản là một hệ tư tưởng quản lý xã hội, chính trị. Nó không dính dáng tới tôn giáo chúng ta. Mà một bậc tu hành thì lại càng không nên tỏ ra bất xứng khi dính dáng quá nhiều vào việc của trần gian. Các vị đang vướng vào thế tục, quyền lợi thế tục, quyền lực thế tục đang chi phối chính những người tu hành. Thế các vị đâu còn xứng đáng với cái bậc của mình. Người tu hành được người khác tôn trọng, quý mến là bởi vì họ xa lánh đời. Mà các vị không xa lánh được cái quyền lợi thế gian, không xa lánh được cái đời này, thì các vị không phải là người đáng được kính ngưỡng và tôn trọng. Thế cho nên các vị phải biết được là vai trò vị trí của mình trong tôn giáo là gì. Các vị bảo là hãy yêu thương nhau, mà các vị cứ tối ngày hãy xem linh mục Nguyễn Duy Tân vừa bị cấm xuất cảnh vì cái gì? Vì hoạt động chính trị. Chúa Giêsu nói các người chơi gươm sẽ chết vì gươm. Các vị đụng vào hoạt động chính trị thì tư cách của các vị đang hạ thấp xuống. Hãy dòm xem, nếu như các vị là một người muốn hoạt động chính trị, thế các vị đang hoạt động chính trị và con chiên của các vị cũng muốn họ hoạt động chính trị. Thế thì nếu như con chiên các vị có quan điểm chính trị khác các vị, thế thì con chiên và chủ chăn ngồi giữa nhau à? Con chiên và chủ chăn ngồi cãi nhau về vấn đề chính trị à? Các vị bảo không cho Trung Quốc, không cho thuê đất 99 năm. Nhưng chúng tôi bảo bây giờ phải cho nó thuê 99 năm nó mới vô đây đầu tư, mới thu hút được đầu tư của nó. Và cũng phải cho người ta nhìn thấy lợi ích của người ta, người ta thấy ham, người ta mới đầu tư vô. Bao nhiêu năm người ta mới lấy lại được vốn, bao nhiêu năm người ta mới có lời, và bao nhiêu năm chúng ta lấy lại thì không có phải là kẻ đi bóc lột người khác. Thế cho nên chúng ta mới nói ở đây là nếu như các vị hoạt động chính trị thì các vị đang vướng vào cái quyền lực thế tục, cái mà một bậc tu hành không xứng đáng. Do đó cho nên là trang truyền thông Công giáo Vinh, thứ nhất là nếu thật sự là của giáo hội Công của giáo phận Vinh nhé, thì đây là một trang truyền thông thiếu ơn khôn ngoan.
Chúng ta được tự do, nhưng chúng ta phải cầu xin Thiên Chúa ơn khôn ngoan hàng ngày. Và vì chúng ta phải cầu xin ơn khôn ngoan, nên tất cả mọi hoạt động của chúng ta phải tỏ ra khôn ngoan hơn người không có tôn giáo như chúng ta. Mà giờ này chúng ta lại tỏ ra bất xứng là một người trong một tôn giáo, mà chúng ta chưa nói rằng là một số vị đang là chức sắc tôn giáo là linh mục, thì lại còn thể hiện tệ hơn nữa. Điều đó hãy suy xét lại. Chúng ta phải xét lại bản thân của mình có xứng đáng là một chủ chăn hay chưa. Bởi khi các vị đem vấn đề chính trị vào tôn giáo, chính các vị đang kéo mình xuống với quả ngục. Thiên Chúa đã, Chúa Giêsu nói thế nào? Con lạc đà chui qua lỗ kim còn khó hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Ngày nào các vị còn vướng bận bụi trần thì ngày nào các vị còn vướng bận vào chính trị, quyền lực thế tục, thì làm sao các vị lên thiên đàng được? Bản thân các linh mục, các chủ chăn không lên thiên đàng được thì làm gì hướng dẫn con chiên lên thiên đàng với Thiên Chúa được? Các vị đang hướng dẫn giáo dân làm chính trị, các vị kêu giáo dân đi biểu tình, thế các vị đang đẩy giáo dân vào cái đúng và cái sai của thế tục, trong khi giáo dân chỉ cần mỗi một việc đó là biết kính Chúa và yêu người. Cho nên các vị đang đẩy giáo dân mình đi xuống quả ngục và ngày càng xa rời Thiên Chúa. Các vị có thấy các vị nói và thuyết phục được tôi hay chưa? Về chính trị, các vị có dám cởi cái áo mình ra mà ngồi nói chuyện với một người bình thường để xem có nói lại người ta hay không? Cho nên đừng đạo đức giả mà hãy đạo đức thật. Làm chính trị thì lột áo ra. Tôi thấy các vị đứng ở trong nhà thờ, các vị cầm những tờ giấy A4 ghi những biểu bản, biểu tình. Tôi không biết các vị đang biểu tình Thiên Chúa hay thế nào, nhưng có vẻ như biểu tình là một động thái yếu kém, suy sụp và không còn có cái gì gọi là bám víu được nữa cả. Các vị đang bất lực khi cầm những tờ giấy ấy ở trong nhà thờ. Các vị đang biểu tình với Thiên Chúa và muốn nhờ Thiên Chúa đi nói chuyện với Cộng sản. Thế các vị đang hạ thấp chính tôn giáo của mình, hạ thấp chính Thiên Chúa. Hãy xem các vị có xứng đáng với những người Cộng sản hay chưa. Bao nhiêu năm nay họ không nói xấu các vị, bao nhiêu năm nay họ không dùng hơn 700 tờ báo và cơ quan truyền thông, truyền thanh, phát thanh, truyền hình để bôi bẩn tôn giáo của chúng ta và các tôn giáo khác. Chúng ta nên nhớ rằng đức tin của chúng ta là của người Công giáo, là của Kitô hữu, chứ không phải của Phật tử, không phải của các đạo hữu, của Cao Đài, Hòa Hảo và các tôn giáo khác. Chúng ta nên nhớ rằng đức tin này là của riêng chúng ta. Và sự tín ngưỡng tôn trọng các linh mục là của chúng ta, những Kitô hữu, với linh mục của mình, với chủ chăn của mình, chứ không phải là của những người thuộc tôn giáo khác và những người không tôn giáo. Họ dòm vào các linh mục hoạt động chính trị, họ nói cái gì? Họ đâu có tôn trọng các linh mục giống như chúng ta đâu, họ chỉ chửi thôi. Những người ngoài tôn giáo gặp các linh mục làm chính trị họ chửi. Bây giờ các linh mục họ gọi là linh cẩu. Chúng ta nghĩ thế nào đây? Nếu các linh mục thể hiện một cách xứng đáng với vai trò của mình thì sẽ được xã hội tôn trọng, tôn kính. Rất nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ và rất nhiều các đức giám mục của chúng ta, các bề trên của chúng ta được xã hội trân trọng, tôn vinh, yêu mến, dù rằng là những người đó không phải thuộc tôn giáo chúng ta. Nhưng hôm nay những linh mục vướng bận vào các hoạt động chính trị đã làm cho xã hội chán ghét. Xã hội đang chửi bới những vị đó. Linh mục Nguyễn Duy Tân bị gọi là linh cẩu. Đức giám mục Nguyễn Thái Hợp bị gọi là cái gì? Hàng loạt các linh mục mất tư cách và bị xã hội chán ghét. Đã thế một số linh mục lại nhận tiền của hải ngoại, nhận tiền của ngoại bang để hoạt động chính trị,
Mà ở đây người ta gọi cái đó chính là phản quốc. Người ta gọi cái đó là gì? Là bán nước. Cho nên vấn đề của chúng ta là khi nhìn nhận một trang hoạt động về tôn giáo ở trên mạng xã hội, chúng ta phải nghĩ hai vấn đề. Thứ nhất, có ai đó đang mạo nhận người Công giáo ở trên mạng xã hội để bôi nhọ người Công giáo? Và thứ hai là ai đó đang lợi dụng người Công giáo để hoạt động chính trị? Và họ thiếu khôn ngoan. Một người Công giáo nào đó thiếu khôn ngoan tổ chức ra cái trang truyền thông Công giáo Vinh để hạ nhục Công giáo Vinh. Người Công giáo đa phần là tốt, tất cả mọi người đều yêu thương nhau, sống trong cộng đồng, ở đâu cũng tốt cả, giúp đỡ những người lương giáo, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, giáo dục con cái, tổ chức xã hội tuyệt vời. Chưa ai có thể chê trách người Công giáo ở mỗi một địa phương. Mỗi một giáo phận, mỗi một giáo xứ đều có những giáo dân tốt, có linh mục tốt, có giám mục, đức giám mục rất tốt và giúp đỡ cho xã hội ở địa phương rất tốt. Chỉ duy nhất một vài người, một nhóm người mà đã làm cho chúng ta, người Công giáo, mất mặt và bôi nhọ cả Thiên Chúa chúng ta. Tôi phê phán tất cả những kẻ đó. Tôi phê phán tất cả những cái kẻ đang lợi dụng người Công giáo để hoạt động chính trị, để bôi nhọ người Công giáo. Tôi phê phán tất cả những kẻ đó. Và đừng ai lợi dụng người Công giáo nữa. Vì Chúa, hãy làm điều đó. Tôi xin nói lại, tất cả mọi luật lệ là để giúp cho chúng ta sống chuẩn mực hơn. Và cũng chính nhờ luật lệ mà chúng ta sống tốt hơn, trở thành con của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói, ta đến không phải để phá bỏ lề luật, nhưng ta đến là để kiện toàn lề luật. Và Chúa Giêsu trước khi Ngài ra đi, Ngài đã nói, hôm nay Thầy ban cho anh em một điều răn mới, đó là anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em. Và không có tình yêu nào cao trọng hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống vì người yêu. Đó là lời dạy của Thiên Chúa, là hãy yêu thương nhau. Nhưng ngày nay chúng ta hãy thấy các linh mục đang kêu gọi biểu tình như thế nào. Và gần như các ngài là những người bịa đặt xuyên tạc về tình hình chính trị xã hội của đất nước. Những người đó đang đẩy giáo dân chúng ta vào địa ngục, vào hỏa ngục, đẩy chúng ta xa rời Thiên Chúa. Chúng ta nên nhớ rằng là gần Cha thì xa Chúa. Do đó chúng ta phải bám lấy 10 điều răn, bám lấy 6 luật điều hội thánh để sống đạo, chứ không phải bám vào các linh mục có vấn đề về chính trị. Các ngài làm chính trị là việc của các ngài, còn chúng ta là giáo dân, chúng ta là những người đi theo Thiên Chúa để sống vì Thiên Chúa, vì tình yêu thương. Mà chúng ta muốn yêu thương Thiên Chúa thì chúng ta phải làm gì để chúng ta đừng có tội lỗi nữa? Bởi Thiên Chúa đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Thế thì ngày nay mọi giáo dân lên mạng xã hội mà lại đi xuyên tạc bịa đặt, nói những điều mình không biết, làm chứng gian, làm chứng dối, lợi dụng thân phận người Công giáo để tấn công chính quyền. Thế là chúng ta đang đóng đinh vào Chúa Giêsu đấy. Chúng ta đang lấy những lưỡi đồng mà đâm cạnh nương lông Chúa Giêsu đấy. Thánh Phaolô ngài nói rằng là mọi chính quyền đều do Thiên Chúa thiết đặt. Các ngươi phải tôn trọng mọi chính quyền vì mọi quyền bính đều do Thiên Chúa thiết đặt. Giáo dân chúng ta đã làm tốt giáo huấn của Thánh Phaolô chưa? Đó là mấy điều mà tôi muốn nói. Trang truyền thông Công giáo Vinh là một trang truyền thông bậy bạ nhất tới giờ này, đang làm tổn hại đến uy tín của người Công giáo, danh dự người Công giáo và xúc phạm đến Thiên Chúa. Muốn làm người tốt thì đừng bao giờ làm việc xấu.
Muốn lên thiên đàng thì đừng bao giờ phạm tội. Xin nhắn với các bạn mấy điều như thế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.